Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng bán ba căn nhà vì cờ bạc. Tuổi thơ cơ cực của ông Hoàng Cải lương ít người biết đến. Hồi ký về cuộc đời của ông được đăng trên blog cá nhân vào năm 2006. Ông sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Thổi nhỏ ông và anh trai học hai buổi khác nhau, hai anh em chỉ mặc chung một chiếc quần khi đi học. Sau này anh trai nghỉ học để nhường cho ông được đến lớp khi gia đình không có tiền đóng học phí. Ông cũng phải nghỉ học, nhớ lại những ngày chỉ ăn cơm chan nước mắm hoặc nước đun sôi. Ông phải cùng anh trai đi bán bánh bao ở bệnh viện từ 4 giờ sáng khi chỉ mới 6 tuổi. Khi bán không hết ông phải ăn bánh bao thay cơm. Ông còn bán thêm bánh cuốn, nước ngọt. Ông từng theo đám bạn đứng xem người ta đá gà, cá cược. Cái xóm nghèo thường hỗn tạp. Tôi cũng nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu của những đứa trẻ lêu lỏng lâu lâu kỳ cóp nhìn ăn sáng được ít đồng lẻ là tôi nướng sạch vào mấy trò cá cược. Không có tiền cá, tôi cá với mấy đứa bạn bằng bất cứ cái gì tôi có trong tay, kể cả cái ná bắn thun Vũ Linh kể lại thậm chí ông còn lén lấy tiền lẻ của má để mua cá đá. Sau này tôi hay nghĩ, nếu như tôi không có tình thương vô bờ của má, có lẽ tôi đã là một đứa chơi bời lêu lỏng, tính tôi vốn bướng bỉnh, mê cái gì rồi thì dù có bị ba đánh nhiều tử, tôi cũng không bỏ được. Con đường từ cậu bé nghèo đến ông hoàng cải lương lắm gian trung. Vũ Linh đến với cải lương khi ông quyết định xin mẹ nghỉ học chữ để đi học hát cùng mấy người bạn ở trường Văn Phát năm 11 tuổi, rồi đến lò dạy ca cổ của thầy Văn Vĩ, ông nhận được bằng hạng nhất trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh. Khi đó, ông phải đạp xe từ gò vấp sang cầu chữ Y để đi hát. Lần đầu hát vở hàng mặt tử trong quán ăn, Vũ Linh được thưởng 10 đồng. Tiền kiếm được khi đi hát ông may quần áo, và dành dụm không lâu sau, tiền hát và tiền thưởng mỗi đêm là 30 đồng. Thế nhưng ba của ông không thích cho con trai theo nghề hát vì định kiến sướng cao vô loài ông bị ba đánh vì mở cặp ra chỉ toàn bài hát dù không muốn con trai theo nghề hát, nhưng ba của ông lại mê nghệ sĩ thanh sang. Rồi khi xem đài mới phát hiện con trai hát ở trên đó, lúc đó ba của ông cũng chấp nhận cho ông theo nghề. Thời đỉnh cao của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh Lương 15 triệu là bình thường. Vào thời đỉnh cao của sự nghiệp, ông từng biểu diễn trên sân khấu có 12.000 khán giả đến xem. Trong một lần diễn ở Khánh Hòa, khi đến nơi ông thấy treo băng rôn có hình ông cùng Thoại Mỹ và Lý Hùng, nhưng không có khán giả nào ngoài bà bán đậu phộng khi đó. Ông mang một tâm trạng vô cùng thất vọng muốn bỏ về. Nhưng khi vén màn lên, ông muốn ngất xỉu vì không thể tưởng tượng được, khán giả lên tới 12.000 người. Vũ Linh kể lại trong sự sung sướng được biết, năm 1992, giá vé vào cổng từ 10.000 đến 12.000 đồng, nhưng có sự gấp mặt của nghệ sĩ Vũ Linh, giá vé có thể lên đến 15.000 đồng. Khi đơn vị tổ chức thu được 99 triệu đồng tiền lương của Vũ Linh hết 15 triệu. Ở thời điểm đó, mỗi sự kiện có 7.000 đến 11.000 người là chuyện bình thường, khán giả đông đến nỗi có khi ông phải leo hàng rào mới vào được sân khấu. Tôi diễn một ngày rồi hôm sau đếm tiền từ trưa đến chiều tối. Mỗi lần xuất hiện, nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả bao vây để xin chữ ký trong một lần ký tên tặng khán giả. Ông được tặng 5 USD ông ký từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều nhận hơn 1.000 USD. Họ cứ cầm tiền rồi đẩy vào tay tôi nhiều người còn mang cả đồ ăn đến mời rồi bảo nhìn tôi khổ quá có lần tôi nhận được 28.000 USD trong khi lương đi diễn của tôi được 42 triệu đồng, được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng là một ngôi sao sáng cải lương tuồng cổ nhưng chưa có nghệ sĩ nam cùng thời nào có được sức hút khán giả bằng ông với giọng hát lẫn vũ đạo uy nghi trên sân khấu vũ linh được các bầu đoàn cho rằng sân khấu nào có vũ linh thì sống khỏe chỉ cần có sự xuất hiện của cái tên vũ linh trên băng rôn thì những đêm dù ở xa cỡ nào vẫn thu hút hàng ngàn khán giả vì lẽ đó vũ linh còn được xem là thần tài của các sàn diễn cải lương để mời được ông có đoàn hát còn chấp nhận cho vũ linh lấy một nửa doanh thu khi anh xuất hiện trong đêm diễn thời hoàng kim vũ linh mua được nhiều căn nhà xe ô tô cuộc sống rất khá giả tuy nhiên sau khi bị ngăn cấm yêu đương với mối tình đầu cùng một tiểu thư giàu có khoảng thời gian này ông chìm đắm với men rượu và trò cờ bạc trắng đen đã khiến ông gần như trắng tay thậm chí một trận bạc ông mất cùng lúc ba căn nhà mẹ ông vì điều này đã lâm bệnh không qua khỏi đó là lý do khiến ông thức tỉnh rời bỏ sòng bạc với số nợ gần một tỷ đồng cũng từ đây ông lao vào làm việc để kiếm tiền trả nợ và được như ngày hôm nay vũ linh từng tâm sự Tôi đã từng vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập tới. Mẹ tôi qua đời, người yêu đầu đời rời xa vì che kép hát, đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời vào sòng bạc. Vũ Linh chịu đựng căn bệnh nguy hiểm những năm tháng cuối đời ra sao. Cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh quái ác mang tên ung thư trực tràng. Ông qua đời ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 do tế bào ung thư đã di căn đến gan và phổi khiến cho cơ thể của ông bị sưng đau. Trong ngày cuối tang lễ tiễn biệt ông Hoàng Tồn Cổ về nơi an nghỉ cuối cùng, có rất nhiều khán giả yêu thương Vũ Linh, đã đi hàng chục cây số để đưa tiễn thần tượng. Nổi tiếng như thế vì sao nghệ sĩ Vũ Linh không làm đơn xét duyệt là nghệ sĩ nhân dân, được mệnh danh là ông Hoàng Tùn Cổ của Việt Nam nhưng đến khi qua đời, có nghệ sĩ Vũ Linh đã không làm đơn xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Năm 1981, lần đầu ông xuất hiện trên sân khấu Đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, năm 1988 ông cộng tác cùng nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II, và rồi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được đặt chân lên đỉnh Vinh Quang sau hơn 15 năm lăn lộn với nghề. Ở những năm 1990, Vũ Linh đã kết hợp với Tài Linh, từ đây cặp đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã, được người hâm mộ yêu mến vì diễn xuất ăn ý và đẹp đôi, vở diễn Trảm Trịnh Ân, Triệu Khuôn Dẫn và Hàng Tố Mai, được đông đảo người hâm mộ nhớ mãi. Một đời cống hiến vì nghệ thuật thế nhưng cho đến cuối đời ông Hoàng Tùng Cổ vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân được biết. Trong đợt xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10, thì nghệ sĩ Vũ Linh không có tên trong danh sách xét duyệt. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xứng đáng nằm trong danh sách đặt cách xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, xét về thâm niên hoạt động và những cống hiến của ông. Thế nhưng, điều kiện cần để được xét tặng danh hiệu người nghệ sĩ cần phải làm hồ sơ, trong đó ghi rõ lý lịch bản thân, những thành tích, vai diễn, sự cống hiến của mình đó là quy định của nhà nước mà tất cả nghệ sĩ phải thực hiện gần đây hồng phượng là cháu gái vũ linh nói rằng một người nghệ sĩ khi cống hiến lâu năm đều mong muốn có một danh hiệu nhất định để quý vị khán giả yêu thương mình cảm thấy xứng đáng tuy nhiên gia đình cô và cá nhân nghệ sĩ ưu tú vũ linh không đứng ra làm đơn để xin lên cấp bậc nghệ sĩ nhân dân vì ông chỉ mong khán giả yêu thương như những gì trước giờ khán giả đã dành cho mình còn về danh hiệu cố nghệ sĩ vũ linh từng nói đã không còn quan trọng vì sao nghệ sĩ Vũ Linh không kịp để lại di nguyện trước khi qua đời? Những ngày cuối đời trên giường bệnh ông luôn mong muốn trở lại sân khấu được biết. Từ năm 2017 sức khỏe ông diễn biến xấu sau khi mổ đại tràng sau đó ông bị một khối u trong ngực vào năm 2020. Dù sức khỏe suy giảm, ông không tin mình sẽ phải ra đi nên không kịp để lại di nguyện cho người thân trong thời gian nằm viện. Ông luôn nói muốn tiếp tục sống, làm người đưa đò vì yêu cải lương. Khi bệnh trở nặng, Vũ Linh vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ. Dù đau đớn, ông vẫn cố gắng tự chải tóc, mang giày, tự thay trang phục mỗi khi vào bệnh viện thăm khám cơ thể ông ốm yếu, giảm cân nhanh vì ăn rất ít. Khi đến ngày cuối đời, như có linh cảm nghệ sĩ Vũ Linh muốn trở về nhà, bên cạnh người thân trước khi ra đi mãi mãi, từng được mệnh danh là ông hoàng cải lương ở thời kỳ hoàng kim, ông là cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Vũ Linh từng trải qua nhiều mối tình nhưng đến cuối cùng, ông vẫn chọn cuộc sống độc thân, từ năm 2019 nghệ sĩ Vũ Linh ngừng đi diễn do không đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng lâu hay biểu diễn vũ đạo. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương với nhiều khán giả. Thương quá à. lắm. <laughs> ừ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được nghệ sĩ Diệu Hiền đến thăm dù đã lớn tuổi, trong lòng của nghệ sĩ Vũ Linh và là người phụ nữ mà ông luôn kính trọng và yêu thương nghệ sĩ diệu hiền không chỉ là người thầy mà còn là người chỉ dạy cho ông từ công việc cũng như trong cuộc sống vì lẽ đó bà không giấu được nỗi đau xót khi biết học trò cương mắc bệnh nặng nghệ sĩ diệu hiền từng nói sau má của mình tôi thương vũ linh nhì vì chị em thân thiết với nhau từ mấy mươi năm trước rồi khi vũ linh qua đời bà tỏ ra hối hận vì không thể nhìn mặt đàn em lần sau cuối trước đó khi hay tin vũ linh bị bệnh nặng nghệ sĩ diệu hiền dù tuổi cao sức yếu vẫn đến nhà thăm học trò khiến người hâm mộ không khỏi xúc động trái lại dù sức khỏe không tốt nhưng Vũ Linh vẫn niềm nở tiếp đón đàn chị, bà không giấu được xúc động mà ôm chầm lấy Vũ Linh rồi cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ khi cả hai còn đứng chung sân khấu. Trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, ngoài người thân còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ đã chăm sóc ông suốt mười mấy năm mà không hề tính công, đó là chị Lê Trần Kim Nga, sinh năm 1986, chị là fan ruột của cố nghệ sĩ, sau này được tiếp cận thần tượng thông qua người trợ lý cũ, và rồi chị được xem là người trong gia đình không thể thiếu hơn 10 năm qua lúc nào Kim Nga cũng gọi cố nghệ sĩ là cậu, Vũ Linh không tài nào nhớ hết hàng trăm vở cải lương trên sân khấu, nhưng chị Nga lại nhớ tất cả tên các vở diễn của ông. Trong nhà Vũ Linh có đến mấy phòng chất đầy băng đĩa ghi hình Vũ Linh hát, do chính chị Nga đã sưu tầm, chị hiểu Vũ Linh đến từng hơi thở, khi tập tuồng, hay lúc thu âm, chỉ có chị đứng nhắc tuồng Vũ Linh mới vừa ý, sở thích ăn, uống, kiêng cữ, của Vũ Linh thế nào, giận hờn yêu thương ai chị Nga chỉ cần nhìn qua ánh mắt của ông là biết được và khi ông hoàng cải lương cần bất cứ gì cũng đều gọi chị nga khi ông đau bệnh chị nga không rời nửa bước đau đớn vì bệnh tật ông trở nên khó tính hay la dày chị nga vẫn lễ phép lo cho ông một cách chú đáo việt hương được ông xã bênh vực khi không dự tang lễ cố nghệ sĩ vũ linh gần đây mạng xã hội được một phen dậy sóng khi nghệ sĩ việt hương bị một số khán giả chỉ trích vì không đến viếng cố nghệ sĩ vũ linh được biết việt hương đã lên tiếng vì cô kẹt lịch quay phim ở xa nên không thể đi thăm viếng thế nhưng nữ danh hài vẫn hỗ trợ cho gia đình cố nghệ sĩ vũ linh và mới đây, ông xã nghệ sĩ Việt Hương đã lên tiếng trước những ồn ào không đáng có. Anh bức xúc cho hay, ở đời có những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ canh me đi phê phán, chê trách, chửi rủa người khác mặc dù chưa biết người ta như thế nào, sự tình thật sự ra sao, mà xem ra mấy người hay đi dạy đời người khác lại sống chẳng ra gì. Bởi luôn làm mọi việc từ cái tâm nên thành ra anh chị em nghệ sĩ tín nhiệm, hệ có ai có sự gì đều tin tới chúng tôi nhờ giúp đỡ, nhiều khi không những bỏ công mà còn bỏ của ra hỗ trợ luôn, có nhiều người ghi ơn cũng có người rừng rừng quên bẵng, nhưng chúng tôi vẫn thấy lòng nhẹ nhõm giúp được cho người gặp hoạn nạn, cho những người nằm xuống yên bề, vậy là lòng hoan hỉ rồi. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hoài Phương cũng cho rằng cuộc sống này vô thường, sống nay chết mai, vì thế làm được những điều có ích cho người thân, xã hội thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất vui. liền sau đó, con gái nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã thanh minh cho nữ danh hài với bài viết như sau, thương và trân trọng chị một việt hương của em. Ngay lúc bà em vừa chút hơi thở là nhận được tin của chị em ơi em có cần chị phụ gì không chị sẽ lo từ xa vì chị kẹt hợp đồng quay phim tại cà mau không thể về với ba được cho chị có thể làm chút gì cho ba lần cuối và em thắp hương thưa với ba dùm chị nha và nghệ sĩ việt hương đã chuẩn bị thảm đen trải lót từ ngoài vào đến tận nơi để quan tài của cố nghệ sĩ vũ linh bình tinh cho biết thêm rồi các cột chắn inox dây căng để ổn định trật tự cho đám tang của ba chị cho người trở lên cho gia đình ngay em đã thắp hương và phúng điếu tất cả cho ba theo lời chị dặn dò và em cũng có thưa rõ với gia đình về tấm lòng của chị gia đình đều gửi lời cảm ơn mục Việt Hương rất nhiều.